Vâng ạ, alo alo. Vâng, trước tiên thì xin chào lại cho anh em đang quan tâm về chủ đề về AutoCAD nha. Hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại ở đây. Thì có nhiều anh em đặt câu hỏi ở trên kênh YouTube của đồng AutoCAD quá. Hôm nay thì mình có nhận được một cái phản hồi rất là tích cực cũng như là một câu hỏi gửi đến của một bạn. Chúng ta sẽ cùng giải quyết nó. Đây. Câu hỏi của một bạn bạn gửi ở trên kênh YouTube của mình. Đó là bạn bạn Lộc. Bạn Lộc Phạm, và không biết là bạn Lộc Phạm có đang xem cái video này không nhỉ? Hãy comment ở bên dưới comment nhá, của video này nhá. Thì để mình thấy được tương tác của bạn cũng như là 500 anh em khác. Ok ạ, trước khi bắt đầu vào nội dung thì các bạn hãy cùng bấm share và like video này cũng như share cái video này để tới nhiều anh em khác cùng biết hơn nhá. Ok, bạn Lộc Phạm thì bạn có đặt câu hỏi như sau. Sau khi bạn ấy xem cái video về cách trình bày ở layout ở trong bản vẽ AutoCAD, bạn đặt là: anh ơi, nếu mà có nhiều bản vẽ in cùng một lúc bên layout thì quản lý như thế nào vậy, đúng không ạ? Thì anh hãy làm một cái video hướng dẫn đi. Ok, in cùng một lúc các bản vẽ bên layout, đây là ý của bạn ấy hỏi, và quản lý như thế nào. Một câu hỏi rất là hay, và mình nghĩ là đây cũng là vấn đề chung của rất nhiều người. Mình quyết định làm video này để hướng dẫn và trả lời đến bạn Phạm Như Lộc cũng như là 500 anh em đang tìm hiểu về AutoCAD. Ok, chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Ok rồi nha, bây giờ chúng ta sẽ cùng mở AutoCAD lên để lấy một cái hướng dẫn minh họa về cái trường hợp này của bạn Phạm Như Lộc. Thì mình sẽ lấy một cái bản vẽ, chắc chắn là phải có layout rồi đúng không ạ? Ở đây thì như trước đây mình đã cùng chia sẻ, mình đã dạy khoảng tầm 50 lớp AutoCAD. Thì mình sẽ lấy một cái bài tập của bạn học viên nhé, tại vì lâu rồi mình cũng không không có dùng đến để đến AutoCAD về làm việc lắm. Thì mình sẽ lấy một file của bạn học viên đi, bạn ấy có làm layout. Đấy, thì đây là một lớp AutoCAD thứ 21 ngày xưa của mình. Bây giờ mình sẽ cùng lấy file. Đây là hình ảnh cái ảnh bìa, cái ảnh của lớp học khi tổng kết. Đây mình sẽ lấy một cái file của bạn gần nhất đi, ví dụ của bạn bạn này đi, một bạn nữa, mình thấy là bạn bạn thứ hai đi, lấy hai file nhá. Đó, tất cả cái file là gửi trong cái lớp két ngày xưa, lớp của mình dạy rất là đầy đủ căn bản luôn đúng không ạ? Đấy. Không biết ảnh gì đây, hơi à, đây là một cái bài ảnh mà bạn ấy gửi lên. Đấy, rất là nhiều ảnh ngày xưa. Ok, quay trở lại với chủ đề chính nhá, mình sẽ tải mở cái file bản vẽ này lên. Đây ạ, đây chính là cái một cái file bản vẽ của một bạn học viên trong cái khóa CAD AutoCAD 21 của mình dạy offline ngày xưa, chắc từ năm 2017 gì đấy. Thế thì đây là một cái phần bản vẽ, file bản vẽ mà bạn ấy đã làm. Vẽ thì chúng ta sẽ phải vẽ ở đâu ạ? Vẽ thì bạn biết là vẽ là phải vẽ ở trên model, và cái layout là chức năng là gì? Nhắc lại các bạn hiểu là layout sẽ là cái nơi mà chúng ta sẽ dàn trang bản vẽ, tức là chúng ta sắp đặt bản vẽ để trước khi chúng ta in ấy, đúng không ạ? Chỉnh nét, chỉnh màu, chỉnh khung tên, rồi chỉnh những cái căn tỷ lệ, làm tỷ lệ sẽ làm thường ở trên layout nó sẽ là rất là mạnh đấy. Tức là giống như chúng ta có hai cái bàn tay này, thì bàn tay phải nó tương ứng với model, bàn tay phải sẽ giúp chúng ta là có một cái môi trường nó rộng và chúng ta vẽ kết, tức là tạo ra đối tượng ấy, vẽ ra đối tượng, vẽ ra bản vẽ thì ta sử dụng model để vẽ. Thế bàn tay trái này thì nó tương ứng với lại cái môi trường layout, tức là chúng ta sẽ mạnh về dàn trang, mạnh về làm tỷ lệ, mạnh về những cái công cụ về 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 dim, text, hack các thứ vân vân, được chưa? Đương nhiên là nếu chúng ta mà làm, có bao nhiêu bạn thì quen với cách là chúng ta làm toàn bộ tỷ lệ cũng như là làm cả vẽ bản vẽ ở trên model, tức là làm từ A đến Z ở trên model, xong rồi chúng ta dùng lít in hàng loạt cũng được, vô tư thôi, ok được chưa? Nhưng mà nếu mà chúng ta như thế, chúng ta làm chỉ là bằng tay phải thôi, chúng ta đã chưa tận dụng được cái bàn tay trái của chúng ta đấy, các bạn hiểu nôm na vậy. Thì nếu như phát huy sức mạnh được tối đa thì chúng ta phải sử dụng đúng cái chức năng của AutoCAD mà cái nhà phát triển người ta phát triển lên, đúng không ạ? Chúng ta dùng 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 đúng cái chức năng của nó thì chúng ta sẽ có được cái hiệu quả nó tối đa, và chúng ta có được cái hiệu quả về mặt cả thời gian nữa, đúng không ạ? Ok,
Thì đấy là một số bạn về chưa hiểu về layout và model là như thế nào thì mình có giải thích qua. Thế bây giờ thì mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Lộc Phạm. Thì mình đã có một cái danh sách là bản vẽ đã vẽ trên model đây rồi, thì mình có yêu cầu các bạn học viên trong cái khóa ngày đấy là được học cả layout luôn. Thì đây là các cái tab model này và tab layout, bạn nhìn trên màn hình đúng không ạ? Đó, thì bạn đã phải dàn trang, có khung tên, có tỷ lệ bản vẽ các thứ, là mình làm chuẩn nét rồi, căng rồi. Cái phần này thì mình không đi sâu nữa, chỉ đi sâu vào vấn đề trong video thôi. Nhưng còn về cách làm tỷ lệ hay là cái thứ nào đấy thì có thể là mình sẽ hướng dẫn, đã có video mình hướng dẫn rồi cách làm tỷ lệ trong layout bản vẽ rồi. Đấy các bạn thấy không ạ? Đấy, khung tên các thứ. Thì bây giờ mình có rất nhiều layout như này trong bản vẽ này. Đây là mới là chỉ là cái bản vẽ sơ bộ, còn nếu các bạn nào mà làm một hồ sơ nhà dân chẳng hạn thì nó đến vài chục bản vẽ, mà thậm chí là nếu mà dự án là hàng trăm bản vẽ là chuyện hết sức bình thường mà chúng ta quản lý các thứ ấy. Thì bấm in thì như thế nào đúng không ạ? Chúng ta không thể là chúng ta dùng 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 lip các thứ, hay là có một cái công cụ nào đấy mà chúng ta có thể xử lý bằng trực tiếp bằng CAD được hay không. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn một công cụ rất like. Đấy, công cụ là public public ở trong layout, để chúng ta in hàng loạt bản vẽ ở trên layout chỉ trong vòng một cú click thôi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào những cái thao tác đầu tiên. Khi mà các bạn đã có những cái khung bản vẽ layout này các thứ rồi, trình bày dàn trang tỷ lệ rất là vô tư như này rồi đúng không ạ? Đấy, cách đặt tên layout thứ như nào thì mình cũng đã hướng dẫn cho rất nhiều bạn cách đặt tên layout làm sao cho nó khoa học nhất và nó có tiền tố hậu tố, nó cảm giác nó khoa học được chưa? Đấy, vân vân. Ok chưa? Đấy, có nhiều bản vẽ như này rồi. Thì bây giờ chúng ta muốn in đúng không ạ? In thì không thể nào chúng ta cứ bấm Ctrl P chúng ta in từng layout này một, thì có hàng trăm cái, chúng ta bấm 100 lần thì cực kỳ lâu luôn đúng không ạ? Nản luôn đúng không ạ? Có thể in xong mất nguyên ngày. Đó. Thế thì chúng ta in ngày một ngày còn nhanh đấy đúng không ạ? Trừ khi nó đấy là máy nó còn lag, còn in lâu nữa thì thua luôn. Gặp cái quán in nào máy lầm lởm thì thôi. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm sao để xuất chúng ta cái mục tiêu, chúng ta xuất được toàn bộ cái file layout này, nhà bản vẽ 1 2 3 4 100 này ra một file PDF duy nhất thôi. Thì ạ, xuất ra một file PDF duy nhất rồi, và chúng ta ra máy, chúng ta bấm in ra quán, bấm in click một phát là ngồi chơi sơi thuốc lào, bán điếu thuốc lào, hoặc là ra quán ngày xưa sinh viên của mình thì kiến trúc mà mình học đào kiến trúc thì quán in thì hay gần mấy cái phố vỉa hè ấy, thì chờ trong cái lúc mà chờ in, tại vì đã đến mùa đồ án mà kiểu anh em mà cùng đến nộp ấy, thì cái buổi sáng hôm đấy hoặc buổi chiều hôm trước thì còn nói chung là các quán in chật lích luôn, và in gần như là chờ đợi nhau rất là mệt, và cảm giác nó kiểu như là kiểu đi đi đi, đi chùa chen lấn nhau, sợ luôn các bạn ạ. Vào kiểu đưa bạn đi cả tưởng tượng như cái mùa mà đi đền Hùng mà vào đúng cái ngày mùng 10 tháng 3 thì thôi rồi, quán in cũng tương tự như vậy. Thế thì khi các bạn mà chỉ có một pha duy nhất thôi đúng không ạ? Các bạn chỉ việc đến là anh ơi, em bấm in cho em cái file này phát, thì trong quá trình mà chờ đợi máy nó chạy thì các bạn chỉ ra ngoài vỉa hè làm bán điếu thuốc lào, hoặc là gì làm cốc nước chè đúng không ạ? Thỉnh thoảng ngắm vài cô sinh viên khóa dưới hay khóa trên đi ngang qua lên trường tán gẫu gẫu nhau, nhìn rất là phê, tức là rất là nhàn, tối ưu được cái thời gian rất là nhiều luôn. Đấy, không biết là các bạn sinh viên thời nay thì có tương tự như thế không? Đấy ạ. Tản mạn là như vậy, nhưng đấy là mình đang hướng đến cái mục tiêu là như thế. Thế bây giờ làm như thế nào đúng không ạ? Các bạn dùng mấy công cụ là public cho mình. Đây các bạn chỉ vào cái biểu tượng là chữ A này, logo này. Thấy chưa? Đấy. Hoặc là các bạn có thể là gõ trên dòng comment luôn. Public này. Đấy, public này, các bạn thấy không ạ? Gõ được, hoặc là chỉ ở biểu tượng chữ A nó giữ ra chữ public, các bạn đều được. Đây mình có thể là dùng câu lệnh đi cho nó quen thuộc đi. Public. Đây các bạn dùng công cụ là public này. Thì nó sẽ ra được cái bảng public như thế này. Đây là bảng quản lý các cái bản vẽ layout chúng ta đã dàn trang rồi, được chưa? Để sử dụng được cái tính năng này là các bạn phải dàn trang layout rồi nhé, chưa có layout thì chưa làm được đâu ạ. Public. Tại đây chúng ta bước đầu tiên. Xong bước 1 là mở ra, bước 2 chúng ta làm gì ạ? Bước 2 các bạn mở cho mình là cái chỗ Public Tool này. Public Tool các bạn chọn cho mình là cái dòng PDF cho mình nhá. Đấy, PDF đấy. Public Tool tức là xuất ra cái gì đấy, xuất ra PDF này, có thể là xuất ra file DVKF để xuất ra những cái phần mềm khác, chẳng hạn 3D hay là phần mềm khác. Mình xuất ra PDF để in. Đấy. PDF preset thì các bạn chọn là DVKF to
PDF nhé. Đây chọn dòng này. Như này là ok bước bước 2 này. Trong cái phần public option này, các bạn cũng kích vào đây chỉ cho mình. Đấy thì là cái location ở đây. Location là cái vị trí cái file mà chúng ta muốn xuất, nhưng xuất phải biết là xuất đi đâu đúng không ạ? Xuất xong mà không biết là tìm cái file thì cũng thua luôn đúng không ạ? Chọn vào đây. Ở đây mình chọn tạm ra học tập nhé. Ví dụ ở đây là mình có tạo một cái thư mục là test public này. Đấy. Thì tại đây thì mình sẽ chọn cái thư mục này. Đó, và tất cả những cái khác thì bạn giữ nguyên nhé, không có chỉnh sửa gì thêm, bạn ấn ok để lựa chọn được cái đường dẫn. Đây. Cái này là để gì? Cái này là để chuyển hướng đường dẫn file nó nằm ở đâu này. Cái này là định hướng cái file chúng ta xuất ra là định dạng file là PDF này. Ok ạ. Tiếp theo đến một cái phần bên dưới nữa này. Cái phần bên dưới này. Đây ạ. Đây. Nhưng mà sheet name này. Sheet name nó là cái phần mà quản lý tất cả cái layout đã có trong cái bản vẽ đó. Thế thì các bạn cần in thì các bạn quản lý, ví dụ ở đây là model các bạn bỏ đi nhá. Đây có các cái dòng như này bạn kích vào được. Chúng ta không in model nên là các bạn kích vào cái chữ cái file biểu tượng model này. Các bạn bấm dấu trừ đi để loại bỏ cái khung này. Tất cả những cái file mà public ý, mà chúng ta xuất ra PDF ý, thì nó sẽ chỉ còn nằm ở trong này thôi, được chưa? File nào mà không liên quan, dính dáng thì chúng ta bỏ đi. Đấy. Ví dụ như ở đây trong này có toàn bộ những cái bản vẽ layout còn lại. Thế thì dựa vào đâu để chúng ta nhận biết là những file nào chúng ta cần in? Thế thì trong cái khóa học mình đã hướng dẫn các bạn là đặt tên phải chuẩn rồi, tiền tố, hậu tố và tên bản vẽ chức năng đúng rồi. Bởi vì trong một cái 100 bản vẽ, ví dụ như các bạn chỉ muốn in bản vẽ thứ 50 đến 70 thôi đúng không ạ? Thì các bạn phải biết là cái bản vẽ như nào, đánh số thứ tự ra sao để bạn lọc, không phải là chúng ta in 100% đâu. À, ví dụ như ở đây là in cái bản vẽ về tốt nghiệp của các bạn ấy thôi, còn những bản vẽ đầu thì mình sẽ bỏ qua, như là mình bỏ bản vẽ này, mình cứ trừ đi. Tức là mình không muốn in bản vẽ nào thì mình trừ bản bản vẽ đấy đi. Được chưa? Trừ đi thôi. À, còn lại là những bản vẽ nào bạn muốn in thì bạn giữ lại trong list này. Được chưa? Thì đấy là tính năng của trừ đi, cái dấu trừ này. Hay là sắp xếp thứ tự thì có thôi, lên xuống đơn giản. Thì cái dấu cộng ở đây đúng không ạ? Dấu cộng đây thì có thể là nhiều bạn cũng sẽ dùng đến. Dấu cộng đây là thêm bản vẽ layout vào trong cái danh sách này, được chưa? À, thêm bản vẽ layout. Thêm bản vẽ, ví dụ như bạn lỡ tay bạn trừ đi rồi, bạn có thể bấm cộng. Hoặc là các bạn có thể là thêm nhá. Thêm một cái bản vẽ layout ở trong một cái bản file bản vẽ khác. Tức là như nào ạ? Bạn đang mở cái file bản vẽ của một bạn A này đúng không? Bạn muốn thêm một cái file layout, in thêm khoảng hai cái bản vẽ layout của bản vẽ B chẳng hạn, thì bạn cộng vào đây. Đấy, các bạn có thể vào, ví dụ lúc nãy các bạn có thể ý mình download hai file bản vẽ của bạn B là bạn Minh Anh này chẳng hạn. Được chưa? Đấy. Thì bạn thấy là tất cả những cái layout của trong cái bạn của bạn Minh Anh trong cái file két đấy nó có cái gì là nó cũng có hết luôn, đúng không ạ? Nó cũng thêm vào đây luôn. Thế thì khi đấy nó thêm cả cái model của bạn Minh Anh vào thì bạn trừ cái model đi. Đấy các bạn thấy là trên của bạn Khánh Ly này, Ken 21 Khánh Ly này. Bên dưới này là gì? Ken 21 Minh Anh, được chưa? Thì đấy là tính năng của cái dấu cộng này. Còn nếu các bạn không muốn thì bạn cũng xóa đi. Thì đấy mình làm minh họa để bạn hiểu thôi. Được chưa? Đấy. Mình không muốn in của bạn Minh Anh thì mình chỉ muốn in của bạn Khánh Ly thì mình lại trừ đi. Nhưng mà muốn thêm một file bản vẽ nào khác của đối tác, của đồng nghiệp hay là một cái file mình đã làm trước đó rồi mà mình chưa gộp file ấy, thì mình có thể thêm bằng cách này được. Ở trường hợp này thì mình bỏ đi, chỉ in của bạn Khánh Ly thôi, được chưa? Đấy. Ok, bạn hiểu chưa ạ? Vậy là xong một này, hai này, ba này. Có bạn nào chưa hiểu trong ba bước này không? Đến bước thứ tư này. Một bước cuối cùng để in thôi. Cái number corp này các bạn cứ để là một thôi. Các bạn bỏ tích cái nút này cho mình nhé. Input là plot stamp này, tức là đây là nó hỏi người ta nếu mà bạn muốn in cái tem gọi là ví dụ như là tên bản vẽ này rồi thì ngày tháng này các thứ mà in theo cái file, tức là ra một cái file PDF ấy, thì trong cái khung bản vẽ đấy nó có cái ngày tháng hay là có cái tên bản vẽ đường dẫn các thứ ấy. Bạn muốn thêm vào thì tích vào nút này hoặc đóng dấu bản quyền đấy, nhưng mà thôi mình không in thì các bạn bỏ tích này đi nhé, thường ra bỏ tích đi. Ok ok chưa, xong rồi ạ. Bây giờ các bạn chỉ việc là ấn public thôi, một cũng một phát thôi. Ở đây nó xuất ra, ví dụ ở đây mình lúc nãy mình có test in thử, bây giờ mình gọi là test in final đi. Đấy, cuối cùng đi, mình chọn select.
Ok ạ, xong rồi đấy ạ. Bây giờ là các bạn ấn close thôi. Rồi ạ, bây giờ là để nó chạy, không mình không bấm gì nữa, chỉ một cú click thôi. 4 bước thiết lập vừa rồi thì rất là nhanh rồi, mình giải thích cái lâu nhưng mà click phát là xong. Ok ạ. À, bây giờ các bạn thấy nhìn cái biểu tượng này, public ở trên cái góc, ở góc phải cuối màn hình ở đây. Public to job process này, tức là cái chương trình public nó đang chạy. Tức là nó chạy tự động thôi, nó sẽ tự động xuất cho các bạn. Các bạn không phải bấm Ctrl P gọi là một lần, hai lần, xx lần nữa. Các bạn chỉ việc ngồi chờ ở đây, hoàn toàn mình không động gì nữa, bấm mỗi một phát thôi. Lọc danh sách ra là chọn ok. Thế thì cái chương trình public này nó đang chạy đây, 3 trên 25 này, các bạn thấy không ạ? Tức là có 100 bản vẽ thì các bạn cũng chỉ chờ nó 100 bản vẽ, các bạn hoàn toàn là rảnh tay, được chưa? Không có phải làm bất kỳ một cái thao tác cái bấm plot hay là chọn khung hình in rất nhiều lần. Ok ạ, để nhanh thì mình sẽ tua nhanh một chút nhé. Vâng ạ, chưa đầy 1 phút 1 thì 25 bản vẽ của mình đã trên layout đã xuất thành công. Đây các bạn thấy là cái chương trình nó có thông báo này, plot public job commentary này. Đây, tức là cái chương trình chạy in bản vẽ public này đã hoàn thành, được chưa? Thế bây giờ thì các bạn nhớ cái đường dẫn của cái bản vẽ lúc nãy chúng ta lưu không? Mở ra thôi ạ. Public này. Mình chọn cái nào ạ? Cái test in final rồi đúng không ạ? Đây, bạn mở ra tận hưởng thành quả của mình. Đấy, khi các bạn đã set cái lệnh in nó chuẩn rồi thứ thì các bạn thấy là tất cả các góc nó rất là chuẩn này đúng không? Để bạn căn lề, đóng lề vô cùng đẹp luôn. Đó, đây là những cái file bài tập mà trong cái khóa học đấy mình đã hướng dẫn các bạn làm. Nói chung là rất là nhiều. À đây có các bản vẽ này nó bị lỗi, chắc là mình đang chọn cái nét in sai. Cái này thì sau này chúng ta sẽ phải kiểm tra kỹ, nhưng ở đây mình test cái công cụ in hàng loạt thôi. Đây. Một số những cái nét mà đây là cái hình tự do, thế nên là bạn không quản lý nét in nó sẽ bị màu như này. Đây mình quan trọng đến những cái file bản vẽ chính của chúng ta, công trình này. Đó các bạn thấy cái nét đậm nhạt không? Những cái file này là mình yêu cầu những cái bản vẽ về công trình này, mặt bằng này, mặt đứng này, thì mình yêu cầu các bạn làm phải rất là chuẩn. Đấy, đây là bài tập tốt nghiệp. Đấy, nét tường này, nét gạch xây này, nét thấy nét nội thất này, nét thang này. Các bạn thấy sao ạ? Tuyệt vời không ạ? Đấy, và các bạn lướt đi. Hoàn toàn là có, ví dụ 100 bản vẽ thì các bạn chỉ xuất trong khoảng tầm 1 đến 3 phút thôi. Đấy. Máy bạn nào lag đơ hơn thì thôi cho 5 phút các bạn này, có thể là đi làm cốc cà phê vô tư. Đó, xong thì chờ nó chạy xong thì tận hưởng cái file cuối cùng này, và sau đó chúng ta copy vào file USB hoặc là tải lên driver đúng không ạ? Ra quán in gửi mail cho họ. Bảo anh ơi bấm in phát thì các bạn cũng tiếp tục là gì chờ chạy giấy thôi, không phải làm thao tác gì cả. Chủ quán cũng rất là nhẹ nhàng luôn. Đấy, mình thấy nhiều bạn là ra quán in rất vất vả, cứ bảo anh ơi anh chỉnh cho em cái này, anh in bấm in em bấm in cái kia, thêm cái file bản vẽ này vào, em thêm cái file bản vẽ kia vào. Nói chung là trong lúc quán in mà ngày thường sao, cái ngày mà nộp đồ án thì các bạn thấy là bận hơn cả chợ cá luôn đúng không ạ? Mình sợ luôn, mình vẫn hiểu cái cảm giác đấy. Không biết là bây giờ các bạn bây giờ là có nhàn nhã hơn hay là có cái cách thức nào để nó tối ưu hơn không, thì đây là mình làm cái video này để hướng dẫn các bạn nào mà yêu thích sử dụng layout được ạ, để trình bày dàn tra bản vẽ thì các bạn có cách thức in nó hiệu quả nhất, giống như bạn Phạm Như Đạt đúng không ạ? Bạn vừa rồi là bạn Phạm Như Đạt đúng không ạ? Đúng rồi ạ. À bạn Phạm Như Lộc, xin lỗi bạn Lộc nha. Nói sai tên của bạn. Đó. Vậy là chúng ta đã tận hưởng được cái thành quả rồi. Rất là nhanh chóng. Ok, video này thì cũng dài rồi và cũng đã giải quyết xong được cái vấn đề cho bạn Phạm Như Lộc cũng như là 500 anh em mà quan tâm đến cách thức làm layout. Ok ạ. Lời khuyên của mình, lời khuyên cuối cùng, có như lời kết đi, thì khuyên các anh em là chúng ta có hai cánh tay phải và cánh tay trái, nó cũng tương ứng với lại cái model và layout trong AutoCAD, thì các bạn nên sử dụng cả hai cái công cụ này thì kết hợp vào thì chúng ta sẽ được có cái tối ưu và hiệu quả về thời gian, được chưa? Còn nhiều bạn thì vẫn nghĩ là layout nó rất là khó mà mang cái tính chất cái gì đấy nó đánh đố cao, thì đây các bạn đang nghĩ suy nghĩ sai lầm. Hãy học tìm hiểu thêm layout, nó rất là hiệu quả và tối ưu cho các bạn luôn. Còn nếu bạn nào mà làm model thì nó còn rất là vất vả.
Ok ạ. Xin chào các bạn trong video này, và hãy đón xem trong những video tiếp theo mình chia sẻ về AutoCAD khi mình có thời gian và nhận được những câu hỏi hay đến từ các bạn. Xin chào các bạn và chúc các bạn sức khỏe, thành công. Xin chào.